Chờ từ Tết mãi giờ hôm nay mới chính thức là gọi là hết Tết. Xử lý cái quất này. Rũ bỏ quả cho nó khỏe cây. Đấy, có thể cho nó tí phân tính sau không biết mà rũ bỏ. Để cái quả để sửa lại tán. Đấy. Đi chơi mãi làm gì? Đấy, ok. À ngoài. Bác mới được gần xong thôi. Chơi bao nhiêu tháng rồi, à chơi bao nhiêu ngày rồi. Nhìn này vẫn cảm giác có không khí Tết các bác nhỉ. Rụng mất bao nhiêu đấy. Đấy. Thì cái mùa này này các bác này, cái mùa Tết này, mùa sau Tết ấy, là sau tầm khoảng sau rằm tháng Giêng ấy. Và các bác mà ở đô thị ấy, ví dụ Hà Nội chẳng hạn, đi những con đường mà những ngõ ngách, các bác nhặt những cái quất cực kỳ đẹp, người ta vứt đi nhé, cực kỳ giá trị luôn đấy.
quất, đào, rau nhặt nhé. Nó vứt hết, vì người ta có đất trồng rồi, nhưng mà mua về đào thì nó ít hơn thôi. Đào thì ít, mình vứt đi, vứt những cây bình thường thôi. Quất này vứt la liệt nhiều. Mà bác nào kho nhà có không gian ấy, nhặt về. Nhặt về là mình chỉ lấy cái gốc thôi, mình cưa cái gốc thôi. Thì mình trồng rất hay. Hôm trước em có lên làng Tứ Liên để đi chơi, mua một số cái chậu thì người ta cũng đang làm thế. Thì lấy những cái chuyên bonsai trên làng Tứ Liên đấy, rất đẹp. Vậy bao nhiêu lâu nó mới được cái gốc như này nè. Cũng là cái mà mình suy nghĩ. Quất này mình trồng trong nhà thì nó làm cái gia vị nữa, hoa quả quanh năm rất hay đấy. Không biết rồi. Như vậy là đã hết quả. Mặc dù không còn bé nhưng mà em vẫn có cảm giác rất thích Tết các bác. Mặc dù phải lo lắng rất là nhiều về kinh tế nhưng mà vẫn cảm giác thích Tết. Đấy. Đấy, để mình một số năm gần đây thì có khi là nhiều người chơi cây thì không chơi cây thì không nói, nhưng một số bác chơi cây thì thường những quất này về vẫn không quan tâm lắm. Mình nghĩ là chỉ chơi Tết hoặc là đến Tết là mua thôi. Đấy. Nhiều khi vứt vào những gốc hoặc là trồng dạ dật ở ngoài vườn ấy. Thì nhiều khi ví dụ như em cũng thế thôi. Vừa rồi nhìn lại thì một số cái gốc của ngoài vườn rất là to. Thì em mới cắt nó đi. Cắt nó đi để làm cái đại loại là như sẽ như này. Đấy, để chơi quanh năm. Rất hay.
Nhìn cốc lốc buồn ghê không bác? Sau nó lên nó lại ung tùm mà khỏe khoay lắm. Đấy, tất nhiên là tưới bón cho nó tí. Thì tỉa này thì mình nhìn dáng xem mình làm nào, có thể sửa lại dáng của nó không để cho sang năm không. Đây là sẽ giữ nguyên như thế này. Hôm trước ra có Tứ Liên ấy, có nói chuyện với bác là thấy những cái cây quất nó trồng gốc nó bằng cổ tay nhưng mà chỉ trồng trong những chậu rất bé đẹp mà chỉ muốn mua luôn. Thế cho nên là mình muốn về mình làm thì tất nhiên nó không được mini đâu, nhưng mà cũng sẽ thành một cái cây ít ra nó sẽ ra gì để mình chơi theo ý của mình. Đấy. Quất này mà chơi bonsai thì nhất luôn gì đó, hoa lá cảnh, hoa quả, thân bệ đều có dài. Thank you.
ơi. Cắt cành kia không nên cắt cái cành, không nên cắt cái cành này chứ không, cắt đi thì ở dưới này phải cắt, cắt đi mình cắt đi cho cái thế.
Đấy, sơ sơ thế thôi. Sơ sơ thế. Cái ngọn kia hơi xấu nhỉ. Ngọn hơi xấu. Ngọn hơi xấu nhưng khi mà ra lá quả vuông xuống thì lại cũng hay. Cắt đi, mình cắt đi. Cắt đi thì có nên cắt đi không? Xem bạ về bốn bên này, phía này thì trống quá, phía này trống quá, lá mà nó lật sang bên này thì hay. Ok, chắc thế thôi. Tôi cho nó tí phân. Phân cho nó sống rồi khiêng ra ngoài kia. Thay cho cái ổi này vào đây. Đó. Tết thì ta lại thay cho cây quất vào đây. Đó. Và một hành trình nữa mới lại bắt đầu. Ok. Xin cảm ơn các bác theo dõi nha.